Colin Sudaku and Red Corner in the two. The Colin Sudaku from the Red Corner, Mary Frances Podios from Philippines. Xin mời vận động viên đội tuyển Philippines vào thảm thi đấu. Jury ready? Three, two, one. Please look at the screen. The winner is Red Corner Mary Frances Podios from Philippines. Như vậy, với tổng điểm 9,900.